Hello, everybody, welcome to Health Vượt Cà Tê. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Vượt Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game mới lạ luôn. Và sao nhìn thấy con này nó lạ, cách chơi thì nhìn như Elura rồi mấy game hiện tại. Nhưng mà con này là con nào ta? Anh em nào biết cái bộ anime này không, chỉ cho heo với. Ủa sao nhìn nó lại là gấu mèo hả? Ấy dù rồi cái gì kình ngư bể bơi nữa kìa. Ấy dù đù được 500.000 kim cương, 20 triệu vàng, 20 triệu A-Sep anh hùng, 90 triệu cái gì A-Sep nhân vật hả? Rồi huy cái bé gì nữa kìa, nghĩ cái bé đó chắc bé VIP quá à. Rồi lên level 111 luôn nè, kiện tướng kình ngươi bỏ bơi vậy nè, cậu thật lạ quá ha. Ấy dồ, hình ảnh đẹp quá nhỉ. Kìa, nhưng mà bỏ cái đầu, cắt cái đầu cái dục đi thì sẽ đẹp hơn nhiều. Ấy dồ, nhìn cái bộ kích thích nha. Nào ok, ủa cái gì vậy, nhìn sao giống cái đầu thì nữ hoàng Ai Cập, còn cái tay thì giống ấy nhìn thấy sai sai đúng không? Ok thôi, chạy nhiệm vụ tân thủ cái đi rồi chúng ta tự tự tính ha. Đó, nhìn mấy cái này thì nó quyền bí hơn ha. Oh man, vương đại trùy hả? Đánh hai trận nữa là xong rồi. Cắt cái VIP này coi. À đúng rồi, bé này lên VIP 9 hả? Được. Gì vậy? Trời, không nhìn thấy con tướng. Wow thiệt chứ. À, cách chơi thì cũng giống như mấy con kia hả? Mấy con game đội hình và chơi theo kiểu này hả? Ôi có con gì vậy? Hàng cầm búa Minotaur nữa kìa. Sao anh em biết cái bộ anime này tên gì không? Gửi cho heo với. Nhìn sao thấy nó lạ lạ quá. Rồi, ok, hướng dẫn đầu game xong. Bây giờ chúng ta lượn một vòng với là đi lấy code ha. Thông tin server đây, Hắc Ám Chi Quang chính thức khai mở S1 Điêu Hiền, thời gian 15 giờ ngày 29 tháng 3 2022. Trang chủ và tân thủ tặng VIP chính. Trang gì tặng 5 tướng 5 sao. Level 100. 500 triệu gì 500.000 kim cương, 20 triệu vàng. Tiên tri hỷ tinh 50, 20 triệu an xếp anh hùng gì tinh huệ tham tra 50, trang bị đỏ 1 sao nhân 4, 7 ngày chăm chỉ nhận ngay bảo bình 5 sao, đăng nhập 7 ngày nhận 700.000, sự kiện cuối tuần mới phát triển liên tục và hấp dẫn ha. Nguyền Vũ, Điêu Hiền, Lý Bạch, Dương Tiễn. Ủa? Dương Tiễn, Lý Bạch. Ủa sao giống phong thần truyện quá vậy? Thì gì? Izanagi hả? Ok. Sự kiện loan tin like share comment, 20 tiên tri hỷ tinh, 50 tinh hệ tham gia, cộng 5 anh hùng, 5 hệ anh hùng mảnh nhân 4 hả? À. Ok. Thể loại game chiến thuật đối kháng thế hệ mới, đồ họa cực đẹp, hệ thống tướng chức năng game phong phú và đa dạng, combo đã tay, đánh bay đối thủ rất nhiều tướng từ thần thoại đến hiện đại chờ bạn sở hữu. À vậy là xuyên không rồi, nâng cấp tướng, gia tăng sức mạnh, tranh bá liên server để thành người mạnh nhất. Nạp ATM Momo tặng 30% hả? Hotline 24/7. Rồi đây đó. Thì cái
con này nhìn nó sao sao á ha. Đồ Tôn Ngộ Không luôn kìa, ghê hả? Oh man, khui cả Tôn Ngộ Không luôn. Ok ok, và heo cũng đã xin được code rồi. Nào, tám nãy giờ cũng đã xin được code này hả? Ok, bây giờ đi lấy code nào. Code này heo sẽ che lại hả? Vì code này lại xe mới có nha anh em. Ok. Rồi, nhận xong hư rồi nè, đó, nhận quà. Đây anh Hùng Mạnh, Tiên Tri, Điêu Hiền, Y Gian, Dương Tiễn, Lý Bạch, Nguyên Vũ hả? Ok, Trang Tị. Đó, con gì anh Nguyên Vũ hả? Nó sao sao rồi ta? Rồi, bỏ qua đi. Bây giờ người ta lên level cao quá rồi hả? Gì vậy? Ông này ai đây? Thấy quen quá. Đạt Ma Mảnh hả? Trời ơi, cái skin đấy. Bảo Bình Mảnh nữa nè. Rồi chịu hồi tướng nè, để coi quà chúng ta sẽ có tướng gì. Ủa sao không thấy vậy anh vậy ta? Vậy là chắc mấy con ngoài này rồi. Tướng nó nhỏ xíu rồi ta. Ủa có sai gì vậy mà sao con tướng nó nhỏ dữ vậy? Tướng hơi bé nha, tưởng tướng tí hòn không á. Trời trời trời, tướng có con ếch nữa hả? Ngộ đời vậy. Tướng nhìn nó lạ lạ làm sao hả anh em? Cái này con gì đây? Tử Uyên hả? Tử Uyển, Tử Uyển, Tử Uyển, chung mày Tử Uyên. Ngộ quá. Đâu con Dante nè. Wow, này chắc đứng tăng nè. Ồ, hệ hệ ám nha, hệ ám nha. Nào. Được đấy, hệ ám. Thì Thâm Hải Lĩnh Chủ hả? Được 4 sao. Thì 4 sao nữa. Tụi quay trong này mà lâu thiệt. Sao, à cái này chọn Hồn Sư nè. Ê, chọn con này rồi. Thôi chọn con đó đi. Tướng ở đây nó bé 15 lần hả? Ok, 15 lần. À quên nữa, hồi nãy giờ lo quay không? Đi ra coi đồ nè. Tướng rương trang bị ha. Đó. Trang bị đỏ 1 sao, 4 món. Game này mới ra anh em, nên là không trách gì được ha. Nghe admin bảo là cái này là phiên bản mới nhất nha. Đó, là cũng là cái bản duy nhất ở Việt Nam đang mở, có mở. Ra ngoài coi còn gì nữa không đây. Kim cương, VIP chính. Tướng nè, hãy ám hơi nhiều. Hết luôn, hết luôn. Đây, phúc lợi. Đây, điểm danh 7 ngày, mỗi ngày 200 ngàn. Ủa lòng mỗi ngày 100 ngàn hả? Được ghê luôn kìa. Đây, ngoãn ngoãn gì đây? Có con bét nữa hả? Mục tiêu 7 ngày, ok. Bây giờ coi giám định tướng thư viện được coi. Đây, tướng nè. Minh Dương hả? Con này nãy như có không ta? Không có. Ủa cái con Dante nè, con tướng tăng nè. Ồ, mình có một con. Đây, nữ hoàng Ai Cập Pharaon hả? Ôi giời. Bác Kỳ Đại Xà hả? Ủa gì phán quan nữa hả? Oh man. Nhìn ngầu ghê không? Vô thường hả? Oh man. Chị Hân công báo nè. Minh Dương kì à. nhìn cái muốn ấy rồi gì à. Thánh Giáo Quân, ok. Bàn Cổ rồi. Nguyên Thủy Hiền Tôn nữa kìa. Oh man. Rồi Nữ Hoa rồi. Biết gì vậy? Rồi Dương Tiễn nè. Đâu ở đây là con mắt của Dương Tiễn nè. À con mắt sao nè. Ôi rồi. Tinh Vệ rồi. Hoàng gì Hằng Nga hả? Ô
Thằng Nga như vậy hỏi sao chữ bát giới không chết. Đậu xanh. Trên này. Ôi giời, có quay được không? Không rồi, không rồi. Hình không 3D được. Trời ơi, hình không 3D được. Ơ vậy thì hỏi sao. Rồi hỡi gió. Gì à, hỡi xăng hả? Ôi trời, ôi nhìn đẹp ghê. Thanh long hả? À, rồi Hare Võ Thánh Quang Vũ. Ủa sao giờ có Quang Vũ trong này nữa? Oh man. Vĩnh Hằng Chi Hụ hả? Ôi ôi coi nó ngon kìa. Rồi Đạt Ma nữa. Ủa sao kỳ vậy? À, Lý Bạch. Trời ơi. Ủa hồi nãy thấy có Ngộ Không nữa. Mà không biết Ngộ Không nằm ở bên nào nè. Vì Liên Diễm Nữ Hoàng nè. Ồ ồ ồ. Nhìn ngầu kìa. Chơi. Bạn khống kìa anh em. Oh man. Thôi quyết định là sẽ test con này liền. Ồ tướng nữ nhìn thấy ngon quá. Chu Du nè. Rồi Lữ Bố. Ồ Lữ Bố đẹp trai ha. Được đấy. Tôi bắp cuồn cuộn kìa. 6 muối sầu riêng luôn. Đây Tôn Ngộ Không. Ồ thông tin hình ảnh hình như là không thấy. Này là ngôn ngữ thôi. Ok nhìn ngầu đấy. Đó, hậu nghệ nữa hả? Rồi amateur, rồi chu tước, rồi he lon, rồi chúc dung. Còn một cái phái cuối cùng hệ nước. Chúng ta có hải hoàng, ai xa hả? Trời ơi có kè. Tướng gì mà muốn giải cái nước miếng tao ăn Bảo Bình kìa. Oh man. Sao Bảo Bình mà nó Bảo Bình quá. Ok Nguyên Vũ hồi nãy mình có nè. Ôi trời Mai Medusa. Không kính quá con rắn quấn kính không thấy gì hết à. Vậy đây Hoàng Nguyệt Anh. Ôi sao có cái hình bự mà nó không có lúc la lúc lắc như mấy con kia. Vương Chiêu Quân Hạng Vũ. Ôi nhìn đẹp đấy. Rồi Jack Nguyệt Hiền Trưởng hả? Ôi trời má. Cái gì? Đây là Hiền Trưởng Jack Ba Râu đó hả? Ôi trời. Hải Hoàng. Rồi ok hả? Đó, đây game mới hả? Anh em nào có chơi thì tải về. Đó, tìm hiểu thêm. Game Open X1. Đó, Điêu Huyền. Thời gian là 15 giờ ngày 26 tháng 3. Ở lòng 29 tháng 3. Anh em nào có chơi thì tải về nha. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Đó, gói nạp đầu nè. Oh, holy shit.